Hi, xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại channel của mình. Và hôm nay chúng ta đến với một cái loài khủng long đặc biệt mới. Một loài khủng long... Ê, con ốc phơ gì đây? À, từ từ. Thì loài đặc biệt mới đó chính là loài Boy Unit. Không phải mới lắm, không phải mới. Nhưng mà đây là một loài cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ ghê rợn ở trong phim Jurassic World. Hình như Jurassic World ở 2015 con này rất là ngầu luôn mọi người ạ. Mình phải 2015 không nhỉ? Mình không nhớ, không nhớ. Mình nhớ không làm lắm tại vì mình xem khá là lâu rồi. Nhưng mà cái phần phiên bản cái đợt mà con này xuất, con Boy Unit xuất hiện trên màn ảnh á, thì thực sự đó mọi người, nó rất là kinh dị luôn. Thực sự rất là hay luôn. Và ok, thì hôm nay thì mình sẽ làm về con khủng long ăn thịt, gọi là cỡ nhỏ. Và con này thì có khả năng bơi lội được nha mọi người. Con Boy Unit này có khả năng bơi lội được, nhưng mình nhớ không làm là như vậy. Thì nó sống ven ở những khu đầm lầy mà có thể ăn thịt những con khủng long cỡ nhỏ đó, kiểu như là Barasaurus các kiểu đấy. Thì những con đó là con này, những bọn này nó sẽ ăn chắc có thể là bọn này ăn cá sấu được luôn mọi người. Nói chung ăn bọn này ăn cá là chính, mình chọc mọi người thôi. Thì mình nếu làm mình nhớ bọn này sống kiểu như loài Spinosaurus đó mọi người ạ. À, mình góp phơ, nhìn góp phơ thì mình nghĩ là cái con nào hot lắm chứ mọi người. Cái con cái gì Richardia Collection, cái này là cái pack của những khủng long thôi mọi người ạ. Nói chung là không gì hấp dẫn lắm. Thì bên quái chim thì hình như là không có con nào mới không ta. À, giờ mình không biết ta. Bên đây thì về quái chim hả? Có nào mới không nhỉ? Bên đây thì có, chắc là có rất là nhiều con mới mình chưa có làm mọi người ạ. Và tấm hình poster thì nhìn khá là đẹp nhưng mà có cấu trúc đó mọi người ạ. Ông là tốt. Và quái chim thì gần như là không có mọi người ạ. Mình nghĩ là có quái chim mới chứ, nhìn cái hình này nó ghi offer 22D á. Mình nghĩ là có con mới chứ. Nhìn đẹp phết. Nhìn ngoài nhìn nó rất là ngầu và đẹp luôn. Giống như con này nè. Kiểu vậy, chắc mình nghĩ vậy. Nhưng như không phải mọi người ạ. Ok, chúng ta quay lại với lại Boy Unit. Con này thì cũng thu thập và cái mạnh của nó cũng khá là khó. Ngoại trừ việc chúng ta phải mở những cái thẻ ra thì tỷ lệ ra con này cũng rất là thấp mọi người ạ. Đây là, nói chung là những con khủng long cực kỳ hiếm luôn. Và mình đã sưu tầm đủ và mình không nhớ là hồi trước mình đã làm con này chưa. Nói chung là bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại Boy Unit, một khủng long ăn thịt cỡ nhỏ mà như là cực kỳ nguy hiểm nha. Hình như là, à đúng rồi, nó thì nó to hơn Raptor mọi người ạ. Con này to Raptor, nhớ không làm như vậy. Cỡ nhỏ mà kiểu trung kiểu Allosaurus đồ các kiểu ha. Nói chung bọn này thì, nói chung là bọn ăn thịt này, bọn nó rất là thông minh các bạn ạ. Nhỏ nhỏ cho to đù đù như T-Rex. T-Rex rất là, còn cứ T-Rex rất là mập và rất là ngu, không phải ngu mà kiểu nó to mọi người, kiểu như trên điện ảnh chúng ta thấy nó sẽ là cái con mà kiểu như là con sư tử hay là con vua mọi người, chúa tể có một khu vực nhất định đó, kiểu là như vậy, kiểu nó là tao là chùm ở khu vực này đó, kiểu đại ca đó các bạn. Nhưng mà ở trong thế giới tự nhiên thì nó cũng chỉ là một con khủng long thịt cỡ lớn thôi. Rất là nhiều loại ghê gớm như là con Spino, nó có thể dùng được cái tay của nó và quýnh với là T-Rex đó các bạn. Nói chung là rất là khủng khiếp đấy. Và bây giờ thì mình sẽ xem cái con này nó ăn. À, ghê chưa. Con này kiểu dạng dưới nước hơn mà mình thấy kiểu nó giống cá sấu hơn ấy. Bây giờ mọi người nhìn da dẻ của nó rất là giống cá sấu đúng không? Được rồi, và bây giờ thì Quang sẽ cùng với mọi người đi vào đây để nâng cấp nó lên nha. Nó đâu rồi ta? Đây, trời đúng nhìn không ra mọi người, nhiều quá mọi người. Cái mắt đang lọc. Để coi bọn này có nâng cấp khó không. Mới khởi đầu thấy là ok rồi đó. Khởi đầu khá là thuận lợi. Ôi, ngon. Cứ để mua 2-3 cái như thế này rất là vui luôn á. Tiếng hóa này mình ghét lắm mọi người ạ. Nó bị lỗi, nó lên lâu thế mò luôn. Phải lỗi mà là cái đây là tính năng mọi người ạ. Tính năng là chúng ta thay vì speed up game, chúng ta đợi chết mùa nọ luôn 4 tiếng resume một lần. Kiểu như là ấp trứng vậy, có mấy con là nó 7 ngày lần mọi người, mấy ngày lần. Tiếng hóa nó rất là cực luôn á, kiểu super hybrid lên cái kiểu nó lâu cực kỳ luôn. Với lượng thức ăn này mình nghĩ là 17 kiểu thức ăn này chắc là cũng đủ á. Con này thì cỡ nhỏ thôi, chắc mình nghĩ nó ăn không nhiều lắm đâu.
cỡ tầm T-Rex cỡ to mấy con đó thì ăn gọi là chú tể của việc ăn luôn. Con này mình nghĩ là ăn đâu đấy khoảng 10 triệu thức ăn đổ lại chắc là vậy. Rồi chúng ta gần xong tiến hóa nè. Thêm một cái nữa tiến hóa 1.8 triệu ha, 1.8 triệu một lần thì mình nghĩ là pha cuối thì mình nghĩ là ăn một lần mà 1 triệu là cùng. Đấy rồi các bạn ơi. Ui, 7 triệu luôn hả? Chết rồi, mình hơi khinh thường nó đó mọi người ạ. Đấy rồi, và các bạn nhìn thấy cái dạng tiến hóa của nó chưa? Cái khuôn mặt của nó bắt đầu thay đổi rất là nhiều rồi nha. À, so về những cái con ở xuất hiện từ trong điện ảnh á, thì đa phần mà tiến hóa lên Blue hay là Beta đồ thì nó sẽ không có thay đổi về gọi là cái hoạt ảnh của nó nhiều, nhưng mà con này thì thay đổi khá là nhiều nha. Rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ cùng vào trong đây mình coi. Trời ơi, nó kiểu như Secret Creator mọi người, kiểu con quái vật biển á, kiểu Monster Sea hả? Sea Monster hả? Trời ơi, các bạn nhìn nó kìa mọi người. Đẹp thiệt sự luôn á. Kiểu như con kỳ lân biển á. Đây, 3 unit không à, chúng ta hết giọng mọi người ăn triệu mấy. Ừ, mà đón triệu mấy, đúng rồi. Ok, và các bạn nhìn thấy được cái dạng con này nhìn rất là đẹp luôn á mọi người á. Kiểu nó giống dạng thị quái hơn mọi người ha. Nếu mà con này kiểu như cái vây, à con này kiểu ở có vây mà, có vây vây tay mọi người thấy không? Con này bơi được nha, bơi được giống kiểu Spino mình nhớ không nào bạn. Mà con nói chung là con vật nào sinh ra không biết bơi cả. Thì con này thì mình không biết cái lượng sức mạnh của nó chơi lóng trường như thế nào. Đây, mọi người cũng thể thấy là lượng máu và lượng đam cũng khá là ổn. Con này thì lượng máu thì nó chỉnh nó lượng đam quá là nhiều nên thành là so ra sẽ hơi bị thọt tí. Ok, mình sẽ cùng với mọi người lôi cái đầu nó vào đấu trường để xem mà nó sức chịu đựng và sức đánh của nó như thế nào nha. 4.000 máu hả, chị mình nghĩ là nó ở đâu trên đây nè. Đâu ta, đây rồi. Vậy là nó cùng với lại con Kainator được mọi người ạ. Và ok, mình sẽ cho bọn copy vào để tắt cơ. Đây, copy vào để tắt cơ cho con này nha. Tiếp theo con này và con này. Thôi, mình sẽ chơi con này, mình chơi rồi. Con này đi. Mình cho con lượng máu quá là ok, 4k7 nè. Con kia Carbonatus thì con đó thì vô kiểu tắt cơ tí. Tại vì nó do giảm bớt lượng máu có địch xuống mọi người ạ. Nói chung là mình thấy giảm cũng không có đáng kể, cũng còn khá là to ấy, nhưng là nói chung đội hình của chúng ta sẽ không có khắc nha. Trời ơi, nó đi lên level 1 cái mới nhục chứ mọi người. Nó đi lên level 1 vô trời ơi, nó mạnh. Còn đã thoát thì nó sẽ chống chọi được 3 lượt nên mình sẽ kiếm ra được 60 điểm. Trời ơi, con kia kiểu cảm giác nhìn mấy con này nó kiểu món thịt mọi người. Nhìn cái đầu nó, mọi người nhìn cái đầu nó kìa, lắc. Ờ, quýnh 2 điểm nè. Quýnh 2 điểm nó không ăn được ta đâu, không có dễ đâu bên. Không có dễ đâu fan ơi. Con kim khổng lồ mày nghĩ mày ăn được tao ư? Không có đâu, nó đang lựa mọi người. Cái đầu nó đang lựa mọi người, nhìn kìa. Nó lắc cái đầu nó đang lựa kiểu lựa con mồi ấy. Lựa đây, chọn đây. À, lượt này mày không ăn, tao quýnh mày 2 cái nè. Ôi, quýnh được luôn kìa. Mổ mày nè, đau chưa. Rồi, mình nghĩ nó dồn 5 điểm quýnh mày luôn nè, chắc chắn mọi người luôn. Nó nghĩ mình lấy 4 thủ. Rồi ok, là quýnh được có con hết nha. Ôi à, mình vẫn còn con các bạn ơi. Để con ôi nó to ra cắn cái nha. Đấy rồi, trời ơi, đẹp ghê chưa. Oviraptor một chiêu nè, trời ơi đam to mọi người. Hai chiêu là cút con kia rồi. Ấy lấy đẹp thủ nè. Mổ cái chết chưa. Chết le lưỡi luôn. Đội hình này thì chúng ta toàn còn ăn thịt không thì cũng chẳng sợ lắm. Trời ơi, mình đâu sợ con này đâu. Ui, con này đẹp quá mọi người. Ui, nó to nhìn ngầu, nhìn đẹp chứ bộ. Cẩn thận cho mình cho con. À, con này quýnh mình luôn. Ghê ta, nó biết mình, nó quýnh luôn người ghê vậy. Con này không được hồi ta, bữa mình nhớ được hồi mà sao này đồng đội mình chết mà không được hồi ta, khó hiểu ta. Nè, Carbonatus giết cả Indoraptor nè, giỡn hai bưởi. Ê, không giết được kìa. Chết tôi, còn 29 máu.
Ảo rồi. Chết rồi các bạn ơi. Được rồi, thôi. 1-2 điểm là đủ kết liễu mày rồi chứ. Sống hộ cho cái quốc đùi. Nói chung thì cân 2 cũng được, không là vấn đề gì cả. Vì mình 3 điểm thủ và 3 điểm kia. Trời, con này to. Rồi, không xin nhê, đối thủ chúng ta quá là yếu đuối. Được rồi, các bạn cùng xem màn thể hiện của con Bionic cắn con Indride Kakarot. Trời, này bự quá mọi người ạ. Trời, cú cạp ngàn tấn mọi người ạ. Chết ngay.